Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục lên một video giới thiệu để anh em đến 5 sản phẩm của Mỹ. Thì Tuyến sẽ giới thiệu luôn chi tiết từng con một để cho anh em có thể tiện lựa chọn cũng như là chiêm ngưỡng luôn ruột gan nội thất của nó luôn. Thì đầu tiên thì Tuyến giới thiệu anh em đến một con Omni Alesic của Mỹ. Alesic của Mỹ nhé. Con này có model là RA-100. Dòng này hàng của Mỹ nhưng mà được lắp ráp tại Nhật, xuất cho thị trường châu Âu. Đó. Nó các bác nhìn từ linh kiện của nó làm trông rất là tuyệt vời luôn. Sử dụng 4 sò săn ken 2 vít. Cho công suất lên đến con này cho công suất maximum là lên đến 600W các bác nhé. Đó. Con này maximum là 600W. Vỏ thiết kế toàn bộ vỏ nhôm luôn các bác nhé. Toàn bộ vỏ nhôm làm rất là chắc chắn và cẩn thận luôn. Hàng Mỹ thì khỏi bàn. Đó, các cổng tín hiệu là sử dụng jack 6 ly. Các bác nhé, sử dụng dắt đều là dắt 6 ly. Đó, tín hiệu vào, tín hiệu công suất ra. Nên là các bác chơi ra cũng là 6 ly và vào cũng là 6 ly. Nên là các bác sử dụng rất là tiện. Còn về là tình trạng là về nó bị tuột mất cái này, em tí em sẽ lắp vào sau. Đó, dòng Alesic này rất là hiếm trên thị trường Việt Nam. Đấy, không phải là không có nhưng mà cũng rất là ít, bởi vì những dòng này nó xuất thị trường châu Âu mà những dòng này chất âm của nó thì đánh rất là mạnh mẽ. Sử dụng 4 sò săn ken nhưng mà công suất lên đến 600W các bác nhé. Đó. Thì tình trạng là đem máy đẹp xuất sắc. Em để cho các bác với giá 4.200.000 đồng, 4.200.000 đồng cho con Pau Mỹ này. Đó, các bác có thể tham khảo trên Google thì cũng biết là cái thương hiệu này nó mạnh như nào. Đó. Với giá là 4.200.000 đồng các bác nhé. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con Pau của Mỹ, cũng là con này dòng Adecom. Adecom con này thì nó sử dụng luôn các cổng tín hiệu vào đây luôn, rất là tiện. Đó, con này sử dụng các cổng tín hiệu ở luôn trên Pau, các bác có thể đánh không cần rề đã cũng đủ hay rồi. Và đây nó là phân loa luôn. Đó, hoặc là con này các bác có thể kết hợp, chỉ cần kết hợp với lại một cái equalizer loại rẻ tiền thôi thì cũng đã là quá ok đúng không? Đặc biệt con này nó có cả cầu chữ U luôn. Đó, con này có cầu chữ U, đánh hai cầu A và B. Đó, đây là các cổng tín hiệu vào, nên là các bác sử dụng như một âm ly bình thường các bác nhé. Đó, nếu mà các bác mà muốn hay thêm một chút nữa mà thích nó thay đổi chất âm nữa thì các bác có thể kết hợp với lại equalizer. Đó là các bác đã hoàn thiện cho một con Pau rất đẹp như này. Đó, con này thì thiết kế được 4 tụ lọc nguồn và 8 sò săn ken các bác nhé, 8 sò săn ken cho hai kênh. Và con này công suất lên đến 300W. Đó, con này công suất lên đến 300W USA. Đó, hàng Mỹ nòi luôn các bác nhé. Dòng Adecom này thì là hàng Mỹ nòi rồi, nên khỏi phải bàn rồi. Đó, con này nó sản xuất nó xuất cho thị trường châu Âu nên là điện 220V, rất là tiện cho các bác để cho các bác chơi. Đó, con này nó xuất thị trường châu Âu nên là nó là điện 220V luôn các bác nhé, nên các bác không cần phải đổi nguồn, cứ vậy là cắm thẳng điện nhà luôn mà dùng rất là tiện. Thì với con Adecom GCA này 510, em để cho các bác với giá 4.500.000 đồng, 4.500.000 đồng con Adecom này, một cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Các bác cứ sở hữu một con Pau rất là mạnh mẽ và chi tiết, hàng Mỹ nòi nên là các bác không phải lăn tăn gì chất lượng âm thanh. Đó, tiếp đến em giới thiệu các bác một con Pau của Canada các bác nhé. Hàng này hàng của Canada, dòng Sima 2002. Đó, dòng Sima 2002 này nó thiết kế toàn bộ là vỏ nhôm rất là chắc chắn các bác nhé. Đó, một con Pau của Canada. Các bác nhìn hai con tụ quá to luôn rồi. Đó, hai con tụ bằng hai lon bia 33. Đấy, made in USA luôn các bác, made in Canada luôn các bác nhé. Đó, con này sử dụng một nguồn xuyến và đánh 8 sò Motorola. Con này nắp ráp, hàng nắp ráp tại Canada luôn. Đó, nắp ráp tại Canada luôn này. Các bác nhìn này, linh kiện của nó này rất là đã luôn. Sử dụng 8 sò Motorola. Con này rất hiếm tại thị trường Việt Nam luôn. Đó,
các bác nhé, nhìn nhé, Made in Canada này. Đấy. Model là W2002. Đó. Con này rất là tiện, sử dụng rất là ok, mà chất lượng âm thanh những dòng này thì khỏi bàn đi. Điện 120V các bác nhé. Đấy. Điện 120V. Dòng này thì nó rất là hiếm, và chất lượng âm thanh thì những con Pau này cực kỳ là hiếm luôn. Thì em cũng báo giá luôn là con Sima 2002 này rất là đẹp. Dòng này thì nó là chuyên để nghe nhạc là chính các bác nhá. Dòng này là dòng chuyên về nghe nhạc. Đó, những con Pau cổ này là chuyên về để nghe nhạc là chính. Đó. Cái này nó bị bẩn, cái này nó bẩn, nó bẩn thì em sẽ tí em lau chùi. Đó, những cái vết này vết bẩn. Thì con Pau Sima 2002 này em để cho các bác với giá là 9.500.000 đồng. 9.500.000 đồng cho con Sima của Canada như này. Một con Pau rất là độc đáo luôn. Đó. 9.500.000 đồng các bác nha. Dòng này rất hiếm ở thị trường Việt Nam. Đó. Và tiếp theo này em giới thiệu các bác đến một con hàng Mỹ. Con này dòng Crown của Mỹ nha. Đó, dòng này có model là DC300A. Các bác nhìn nhé, DC300A, một con Pau Crown quả Mỹ. Đó, đây, Crown quả Mỹ. Con này thì quá khủng rồi. Con này là xuất thị trường châu Âu. Điện của nó là 240V các bác nhé. Đấy, 240V mà công suất của nó lên đến 1200W các bác ạ. Quá khủng khiếp luôn. Và đặc biệt con này sử dụng 20 con sò Motorola vỏ nhôm nhé. Đấy, các bác nhìn 20 con sò Motorola vỏ nhôm chân vàng, mạ vàng. Đó. Các bác nhìn nhé, em bỏ luôn cho các bác xem này. 20 con sò Motorola bằng nhôm. Nên là chất lượng âm thanh những con này thì nó quá tuyệt vời rồi. Em nói thật là những con này là hàng cổ đầu tiên, những đời đầu của Crown. Và con này là quá cổ điển rồi. Nó ra đời từ những năm 60-70. Đó, nên là chất lượng âm thanh thì các bác yên tâm nói về đến mà để mà về mà còn được một con đẹp xuất sắc như này này lại càng cực kỳ hiếm luôn. Chất lượng âm thanh những con này thì khỏi phải bàn. Nói về độ ngọt ngào, tinh tế thì những cái con Crown như này nó cho chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Những đặc biệt là những con này nó không sử dụng quạt gió. Nên là thường thường các bác hay khiếp những con Crown nó về cái quạt nó kêu to. Thì đặc con này thì đặc trưng là không sử dụng quạt gió mà sử dụng hai tụ nọc dầu các bác nhé, 13.500 mi. Đó, 13.500 mi tụ Magic USA, toàn bộ là tụ USA hết các bác nhé. Đó, các bác nhìn hai con tụ dầu quả đời đầu, bây giờ là sử dụng toàn tụ giấy. Còn trước là người ta sử dụng đến những con tụ dầu đều cho cái độ bền nó sẽ bền hơn so với lại tụ giấy thông thường các bác nhé. Mà chất lượng nọc của nó rất là tốt. Đấy. Các bác nhìn 20 con sò nhôm Motorola thì các bác đủ hiểu nó chất lượng nó như thế nào rồi. Mà những con sò nhôm này rất là quý hiếm. Đó. Sò nhôm chứ không phải là sò sắt. Đó. Vương niệm của Crown. Đấy. Các bác nhìn nhé. 20 con sò Motorola, các bác nhìn từ vỉ các cái rất là, em cam đoan các bác là chưa có chấm mút một cái gì cả bằng. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Và chất lượng âm thanh những con này thì có thể là sánh ngang với lại những dòng âm lý đèn, nên là các bác có thể chơi nhạc êm dịu hay là bất kể thể loại nào nó cũng đều thể hiện rất là tốt. Đấy. Ngày xưa từ bo mạch nó đều là có tên tuổi của Mỹ hết các bác nhé, Made in USA. Đó, các bác nhìn những con Pau này cực kỳ quý hiếm, mà về được những con này thì nó đẹp như này thì lại càng quý hiếm hơn. Đó, các bác nhé, sử dụng một biến áp rất là lớn luôn. Đó, các bác nhìn đầy đủ các thông số kỹ thuật nó đều ghi hết ở trên đây luôn. Đấy, dòng Pau quả Crown rất là đã mắt luôn. Đấy. Con này thì em cũng báo giá luôn. Với con Crown DC300A này em để cho các bác với giá 14 triệu đồng nhé. 14 triệu đồng em tặng cho các bác một vỏ gỗ đi theo. Đó, em sẽ tặng cho các bác một vỏ gỗ đi theo. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Đó, những con Crown này cực kỳ là quý hiếm luôn.
để mà chất lượng những đời đầu của Crown thì các bác yên tâm, nói về những cái hệ bán dẫn đời đầu thì nó là đỉnh cao rồi. Từ những cái chân của những cái con đèn hay là chân của sò đều được mạ vàng các bác nhé, mạ vàng 100% luôn nhé, chứ không phải vàng giả vàng viết gì. Em cam đoan là đều là chân đây các bác nhìn. Nếu mà em quay này nó hơi khó nhìn, nhưng mà nếu mà nhìn thực tế là các bác nhìn đủ cái chân vàng của nó luôn đó, của nó cực kỳ tuyệt vời luôn, toàn chất lượng đồ âm thanh cao cấp thời đời đầu thì nó là đỉnh cao rồi đó. Với giá là 14 triệu đồng các bác nhé, các bác nào yêu quý em nó thì alo cho em đó. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một con âm ly Sansui. Dòng này dòng có model là 6060 phiên bản 300W các bác nhé. Đó, có thường con này thường thường nó có mấy phiên bản 200W và phiên bản 300W. Phiên bản 300W này thì nó sử dụng một dàn sò như đàn anh của nó là như con 9090DB các bác nhé. Đó, con này sử dụng đến 4 sò motor Toshiba chữ đỏ như đàn anh. Đó, con này sử dụng 4 sò chữ đỏ như đàn anh, y chang luôn. Thế là chất lượng âm thanh thì các bác yên tâm là so với đàn anh thì nó cũng chẳng kém cạnh, nó chỉ thua về công suất. Đó, con này thì tình trạng là đẹp xuất sắc, con đa cầu điện. Đó, và bản này là bản 300W. Đó, đây các bác nhìn rõ nhé, bản 300W nhé. Từ cái ni lông bọc ở đây vẫn còn nguyên si luôn. Đó, các bác nhìn cực kỳ là đẹp, tình trạng máy móc của bên em về là đẹp xuất sắc luôn. Hàng bãi đây, cần đăng teng này, đánh hai cầu A và B, đánh từ 4 cho đến 16 ôm các bác nhé. Những dòng này là đánh từ 4 cho đến 16 ôm, nên thoải mái cho các bác, có thể các bác ghép bất kể loại loa nào mà các bác muốn. Đấy, dòng này thì đa cầu điện thì đủ, không cần phải đổi nguồn, các bác chơi luôn điện, cứ điện 220 của nhà mình mà chơi. Đó, em để cầu 220 rồi nên là các bác cứ yên tâm, các bác cứ vậy mà chơi. Mà đấy, tình trạng hàng bãi về bên em là đẹp xuất sắc, từ núm niếc là không có rôm rỉ bất kể một chỗ nào, mặt mũi cực kỳ là đẹp luôn. Thì với con âm ly Sansui 6060 em để cho các bác với giá là 11 triệu đồng nha, 11 triệu đồng cho con âm ly 6060 phiên bản 300W các bác nhé. Đó, 6060, con này vỏ gỗ của nó thì cực kỳ đẹp rồi, không phải bạc. Đó, thì hôm nay em Tuyến lại giới thiệu các bác đến 5 sản phẩm. Thì các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969, Zalo của em là 0129984869, địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Thì các bác mua hàng thì những cái sản phẩm dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng các bác nhé. Đó, dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng, và những cái sản phẩm trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 1 triệu để em ship hàng cho các bác. Và em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh của em Tuyến thì nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của em. Em cảm ơn các bác, em chào các bác.